23 liên tục từ đầu đến giờ đấy. Lúc đầu thì chỉ định là 3 đến 5 ngày thôi. Thế nhưng Tuyệt vời. mà quá trình vượt được qua 3 ngày, thế ngày thứ tư thứ năm nó dễ chịu hơn và càng đi thì nó càng thấy nó có hiệu quả. Thế thì mình cứ lắng nghe cơ thể, xong rồi thấy cơ thể nói chung cũng động viên nữa thì có thể theo được. Và đến hôm nay ấy, nói chung là từ ngày 13 trở đi là cảm thấy nó không không thấy đói nữa, không thấy mệt như là cái giai đoạn đầu. À, và bây giờ mình cứ cố gắng để Tuyệt vời. củng cố cái kết quả mà mình đã theo này. Tôi nhịn khô lần này là lần đầu tiên cùng với rừng gọi. Rất là tuyệt vời là sau sau 7 ngày ấy, là tôi giảm được 7 kg cân nặng và giảm được khoảng 6 cm vòng bụng. Và trong khi trước đây tập thể thao rất là vất vả cả năm trời thì mới giảm được khoảng 2-3 kg và 2 cm vòng bụng thôi, mà cái này là giảm rất là nhanh. Nên từ Quá tuyệt ngày vời. thứ 9 trở đi thì cân nặng không còn giảm nữa, không còn giảm nữa. Và từ Quá. ngày xem nào, tôi có ghi hàng ngày đây cân nặng. Từ ngày thứ 19 trở đi thì bắt đầu nó mới giảm thêm mỗi ngày khoảng 3-4 lạng cân nặng thế thôi. Cảm thấy nó rất là thoải mái, nó khỏe nhẹ nhàng, mà bây giờ đấy thấy giọng nói rất là có năng lượng, rất Tuyệt là vời. khỏe, chứ không không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy đói như cái giai đoạn đầu cho 13 ngày đầu. Từ ngày 13 trở đi là nó khỏe khỏe lên hẳn đấy, rất là tuyệt Đúng vời. rồi. Đúng rồi chú ạ. Mà cứ cứ nhìn anh nhìn nhìn anh nhìn anh thì tới ngày thứ 10 là bắt đầu nó ổn định rồi, máu nó cũng đã thay đổi rồi ạ. Thì rất là tuyệt vời. Rồi, rất là cảm ơn anh Thuật cũng như ban tổ chức chương trình.